Xin chào các bạn và các em nhỏ. Hôm nay mình sẽ Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ chấm với bơ đậu phộng nha các bạn. Và một loại mật ngọt. Mật ngọt này là siro bắp màu đen. Cái này mình thường ăn buổi sáng với bánh pancake đó các bạn. Rất là ngọt ngọt mà nó nhẹ hơn đường. Rồi, bây giờ mình sẽ thử thôi. Đây. Lấy bơ ra trước nha. Mở ra. Sao mở không ra vậy nè? Rồi. Bơ này. Hộp bơ đậu phộng này thì mình mua khoảng chừng 5 đô la. Tại vì bơ này là bơ đậu phộng tự nhiên đó các bạn, trồng tự nhiên ha, organic. Thì nếu mình mua cái hộp bơ mà thường á thì sẽ rẻ hơn khoảng 3 đô. Đó. Rất là thơm, không biết ăn có ngon không nha. Lần đầu tiên thử để xem sao. Này các bạn, nhìn bơ người ta xay rất là mịn ha. Đó. Muỗng đầy này là vừa rồi, nhiều quá là mình chấm không hết. Ok, mua về, mới mua về chưa có mỡ. Ok, siro bắp nhìn ngon ha, tương tự giống mật ong nhưng mà nó đỡ ớn hơn mật ong đó các bạn, nó dễ chịu hơn mật ong rất là nhiều. Thử xem sao nha. Vẫn còn bị khô cổ các bạn, nhưng mà các bạn yêu cầu tại cuối tuần mình phải ăn để gửi đến cho các bạn xem cho vui ha, những ngày nghỉ cuối tuần. Rồi bây giờ mình sẽ chấm cái gì trước đây? Bơ đậu phộng trước nha các bạn. Bây giờ mình chấm thử bơ đậu phộng nha, xem sao nha. Mời các bạn cùng ăn nha. Dễ thương ha. Đó. Rồi. Bơ đậu phộng nó béo béo, mặn mặn chút xíu, mặn mặn béo nhiều lắm các bạn. Mới ăn vô là lạ, ăn từ từ nó ngấm vô nó rất là ok. Để mình thử thêm một miếng nữa nha. Ngon các bạn ơi. Người Mỹ buổi sáng người ta thường trét một lớp bơ đậu phộng lên bánh mì nướng rồi thêm một miếng mứt dâu nữa các bạn, hoặc là mứt mâm xôi người ta trét lên trên bánh mì á, người ta kẹp lại ăn rất là ngon. Hèn gì dâu này mình ăn với bơ đậu phộng á nó rất là hợp ha, món ngon của người Mỹ ăn đây. Quá xá là ngon luôn. Dâu đợt này giòn, chua chua, ngọt ngọt. Ngon lắm các bạn. Các bạn ơi, dâu tây ăn với bơ đậu phộng hết ý nha các bạn, rất là ngon. Múc thêm ha. Đó, thêm một miếng nữa.
đậy nắp lại chứ không thôi để nó khô. Rồi, thêm miếng nữa. Bây giờ ăn trái này nha. Cái này là dâu tây hoàng đế nhưng mà loại nhỏ nè các bạn. Gọi là dâu tây hoàng đế em ha. Em của hoàng đế hay là hoàng tử đây. Ăn thử nha. Wow, wow, món này hết ý nha các bạn. Thử thôi. Ăn thiệt chứ, hồi nãy thử rồi. Thủ sẵn tờ giấy các bạn. Tèm lem một cái là lau liền. Các bạn thấy ở trong nó rỗng, nó ngọt lắm các bạn. Chín mọng như thế này thì ở trong phải rỗng. Đó, ngon lắm. Thử nha các bạn, mua dâu tây về thử ăn với bơ đậu phộng đi. Rất là tuyệt vời luôn. Không ngờ ha, mình nhắm mình mua đại mà không ngờ nó ngon thiệt đó. Ngon lắm á. Ước gì cái miệng mình nó rộng lên tí nữa, mình cắn cho nó khỏi dính. Hả cho bự rồi bị la, còn hả nhỏ nhỏ thì bị dính môi. Ngon quá đi, chắc ghiền món này rồi. Bỏ bơ thêm cho nhiều vô ăn ngon lắm nha các bạn. Thử nha. Quá xá luôn. Bơ đậu phộng nhiều quá. Không ngờ ngon dữ vậy. Ngày mai dậy chắc xay dâu tươi ra kẹp với bơ đậu phộng với bánh mì cho mấy đứa nhỏ ăn. Rồi, tuyệt vời quá. Bây giờ là mình chấm thử siro bắp nha. Đây, dâu tây hoàng đế em. Giờ tìm trái dâu tây nào chấm thử với siro bắp nha các bạn. Thử có ngon không? Cái lá dâu nó rụng vô trong siro này. Ok, trái này ha, bự quá chừng này các bạn. Trái này mà chấm ngọt mới là hết sảy. Tại vì nó mới hườm hườm thôi. Như vậy ăn dồn rụm luôn các bạn. Nhai rộp rộp. Chấm với ngọt là tuyệt vời ha. Đó, tương tự như mật ong nè. Nhìn ngon chưa? Đó, dễ dẻo, thơm ngon. Thử nha. Ngon. Nói chung hôm nay chọn hai món này đi cùng với dâu tây quá chi là duyên các bạn. Duyên về thức ăn ngon lắm á. Đó, nước sốt này, hai cái món sốt này là có duyên với dâu tây rồi. Mình sẽ tiếp tục ăn nha các bạn. Gia vị chấm nè. Đường. Siro bắp. Cái mùi bắp nó dễ chịu hơn, nó nhẹ nhàng hơn cái mùi ngọt của mật ong các bạn. Mật ong mà mình chấm dày chắc ngọt lắm ạ. Ăn thử luôn nha các bạn. Siro bắp. Một loại mật ngọt dùng để ăn với bánh pancake buổi sáng. Hả miệng cho bự ra cho nó khỏi dính mật nha. Ngon. Có thêm một loại nước chấm ngon nữa, mình xếp vào trong danh sách ăn luôn ha. Cái dâu này quá hợp ý mình.
chua chua. Vị ngọt thì ít nhưng mà có cái này nó ngọt là vừa rồi. Cái hột của nó nhai giòn, rộp rộp trong miệng mình luôn, lụp bập lụp bập. Ăn thèm quá. Thêm trái nữa nha. Trái nào các bạn? Kiếm trái nào bự bự. Các bạn có thấy trái nào bự không? Trái này ha. Ok, trái này. Ok, chấm cái này. Mật ngọt thơm ngon. Cái này mà được đổi cho mình cái ổ ong đợt trước thì mình ăn chắc không có bị say đâu. Cái mật này nó ok, nó không có bị say, không có ớn. Ngon lắm. Bạn nào ở Mỹ chấm thử cái món này nha. Cái này mình nghĩ bên Việt Nam cũng có bán nè. Siro bắp mà loại màu nâu đen, dùng để ăn với bánh pancake đó các bạn. Ngon. Ngon cái này là ngậm miệng mà khen, gọi là không nói lên lời. Không nói lên lời mà nói quá chừng là nói. Các bạn ơi, bây giờ lựa thêm một trái hườm hườm nữa, mình sẽ ăn với bơ đậu phộng tiếp nha. Món nào cũng có cái vị đặc biệt với cái dâu tây này các bạn. Chưa bao giờ mà chọn hai món như thế này, hai món chấm mà nó hợp hết ha. Đó. Bơ đậu phộng ăn nhiều thì không có mập bằng bơ thường đó nha các bạn, tại vì nó là đậu, ăn cũng rất là tốt. Nếu bạn nào không bị dị ứng nha. Rồi, ăn miếng nha. Ngon lắm. Quét miếng đậu phộng lên ha. Nó hơi đặc các bạn. Ngon quá. Các bạn làm việc nguyên ngày ấy, mình thấy hơi mệt mệt một chút xíu thì mình ăn dâu tây vô nha các bạn. Nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Ăn vô cảm thấy khỏe liền đó. Mấy đứa nhỏ nhà mình á, ngày nào mình cũng xay trái cây uống. Mình xay trái dưa hoàng kim nè, với nho, với cam. Có khi mình đổi dâu tây này rồi với kiwi đó các bạn. Hai thứ này xay ngon lắm. Mình có đi chợ mới mua một mớ kiwi mà chưa kịp ăn nữa. Ngày mai nếu rảnh sẽ ngồi ăn. Ngon quá. Quá ngon, quá xuất sắc luôn. Giờ chuyển qua chấm với muối ớt. Muối ớt là cái món quen thuộc của mình ha. Đi đâu mình cũng phải nhớ muối ớt. Nhưng mà lớn lớn tuổi ăn muối nhiều không có tốt nha các bạn. Đường hay là muối nhiều cũng không tốt. Hạn chế bớt càng tốt nha. Rồi, chấm trái này ha. Mời các bạn cùng ăn cái gì đó chấm muối ớt hay là dâu tây. Ngon ha. Ngồi ăn cùng nha các bạn. Cuối tuần không biết bên Việt Nam á, nhiều bạn sao cũng nói đi học mình không hiểu nữa. Sao cuối tuần phải đi học ha. Thường thì ngày xưa mình thấy thứ bảy chủ nhật được nghỉ mà sao bây giờ thứ bảy thì cũng phải đi học. Thấy buồn ghê ha. Bây giờ thì mình chấm muối ớt nha các bạn. Món quen thuộc với mình. Thôi ít ít muối thôi. Ăn muối nhiều không có tốt đâu.
đường nhiều cũng không tốt luôn, ít thôi. Tốt nhất là mình ăn ớt không với cái trái dâu này là ok các bạn. Ít chút xíu muối ok ha. Rồi, cắn thử miếng ha. Đến mình. Mình ăn ngọt xong cái mình trở lại ăn mặn, thấy mặn nó đậm đà quá ha. Đã thiệt á. Tươi rói dồn rụm luôn, quá chừng là ngon. Trái này thiệt là chín ha, chín mọng luôn á, nhìn ngon chưa. Dâu này là mình có trồng ở ngoài vườn nè, lúc mình hái lâu lâu cũng được trái bự giống vậy. Chấm kiểu này chắc trái dâu nó tẩm muối ớt vô xuyên trong luôn á. Có một lỗ hổng. Trái này ngọt. Mấy đứa nhỏ cuối tuần được nghỉ, mấy đứa nhỏ trên còn giỡn thì các bạn chưa có ngủ, mình lo tranh thủ xuống quay phim rồi mấy đứa nhỏ nó ngủ cái mình ngồi mình ghép video cho các bạn xem ha. Còn có trái nào nữa không các bạn ơi? Trái này ok ha. Ok, trái này mập quá chừng vậy. Trái này nhìn giống như là mới được bú sữa, no quá chừng là no nè các bạn. Tròn quay luôn ha. Ăn xem sao. Cái này dâu tây nguyên trái, lắc muối ớt, lắc trong cái chén. Thôi, bớt muối thôi. Trái này nhìn ngon vậy. Trái này nhìn ú lẻ mà ăn ngon lắm nha các bạn. Nó ú. Nó mập đó, nó rỗng ở trong, nó chín mọng. Ở Việt Nam cuối tuần chắc đi hái trái cây ăn chắc ngon ha. Thấy nhiều vườn trái cây nè, có cóc, có xoài, có ổi, có đủ thứ hết. Những cái thức ăn đó ở đây thì rất là mắc. Hồi nãy mình mua hết chỗ dâu này á thì khoảng 20 đô la nha các bạn. 4 hộp. Một hộp thì 5 đô la, 20 đô la là khoảng 10 đô la là 230 ngàn, 460 ngàn nha các bạn. Khoảng 460 ngàn được chừng này. Thì mình ăn còn dư dâu tây là mình để dành xay sinh tố cho mấy đứa con mình. Ngày nào cũng uống 2 ly sinh tố. Đó, ăn cơm xong uống 1 ly. Uống nhiều trái cây á, nó đầy đủ chất bổ đó các bạn. Người mình nó khỏe. Tìm có trái sống nào nhỏ nhỏ không, tìm trái nhỏ nhất ăn thử nha. Đấy, trái tí hon này, nhỏ nhất này các bạn, nhỏ nhất nhưng mà thấy cũng ok, không đến nỗi. Ăn trái cuối cùng, dâu tây đơn lẻ một mình, lắc muối ớt, ba trái ớt trong một cái chén. Rồi ăn một trái nữa là tạm biệt các bạn ở đây nha. Trái này hơi nhỏ nè, đó, nhỏ hơn cái miệng mình ha. À, thử thế này thử xem sao. Ngon các bạn. Ăn kiểu không đụng tay. Thèm trái này thử xem nè. Trái bự này chắc không được đâu.
nhỏ thôi. Ok, trái này ăn kiểu thỏ các bạn, ăn kiểu mấy con thỏ cưng dễ thương nhà mình này. Bự quá. Số 1. Ngon quá. Các bạn và các em nhỏ ơi, video mình ăn dâu tây hôm nay tới đây là dừng ở đây, quá là ngon luôn đó các bạn. Các bạn nhớ mua hai cái nước này về chấm nha, siro bắp và bơ đậu phộng chấm ăn thử. Rồi bây giờ mình tạm dừng ở đây nha các bạn. Chúc các bạn và các em nhỏ cuối tuần thiệt là vui vẻ nha. Xem video nhớ nhấn nút like và đăng ký ủng hộ giùm mình nha. Chia sẻ nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn và các em nhỏ thiệt nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Tạm biệt các bạn.